Nghe ngủ là làm sao? Là mình sống như là những cái xác chết biết đi. Nghe. Sống như là những cái xác chết biết đi. Có nghĩa là chết rồi mà chưa có chôn. Tôi nói hoài, tức là trong đời nó có nhiều cái hạn. Thì hạn thứ nhất chết rồi mà chưa chôn. Cái hạn thứ hai chôn rồi mà chưa có chịu chết. Đó. Có nhiều người chết rồi mà chưa chôn làm sao? Có nghĩa là sống ăn uống đi đứng nằm ngồi nói cười buồn vui hoàn toàn không biết, cứ là sống phóng dật, cứ là sống thất nghiệp. Thì cái kẻ như vậy đó được gọi là cái kẻ đã chết rồi. Ở trong Pháp Cú mỗi câu đó là kẻ dễ vui là cái kẻ đã chết rồi nha. Cái chữ mát tá là chết rồi, có nghĩa là nó đi đứng nằm ngồi nó giống như là quỷ nhập tràng vậy đó, có nghĩa là coi như là nó chỉ có biết ăn uống nói năng mà nó chớ hề mà nhìn lại xem coi cái gì nó đang diễn ra và bản chất của cái đó là cái gì, bản chất nó là cái gì và nó đang ra làm sao. What is, how is, nó là cái gì và nó đang ra làm sao, chưa hề có dịp nhìn lại. Sống như vậy không biết cái thân tâm này bản chất nó thật sự là gì và hiện giờ nó đang ra làm sao, nó đang làm cái gì không thèm biết tới. Thì cái đó được gọi là có những người như vậy được gọi là chết mà chưa chôn. Còn cái hạng thứ hai nó chôn rồi mà chưa chết thì nó có nhiều nghĩa. Một là họ đã chết rồi nhưng mà cái tiếng tâm của họ vẫn còn đó, cái sự nghiệp của họ vẫn còn đó. Đó là cách hiểu thứ nhất. Cách hiểu thứ hai đó, chôn rồi mà chưa chết cũng có thể nghĩ ra cho những người mà hưu rồi nhưng mà chưa có nghỉ. Hưu rồi mà chưa có nghỉ, thay người ta nói nghỉ hưu á, này là hưu rồi mà chưa có nghỉ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ không còn chức vụ đó nữa, họ không còn chính thức đảm nhiệm cái vai trò, cái phận sự, cái nhiệm vụ đó nữa, nhưng mà cái sức sống của họ vẫn tràn trề, kể cả họ bị bán thân bất tội, họ ngồi xa lăng, họ nằm liệt giường, nhưng mà cái sức sống họ vẫn còn đó. Thì cái người như vậy đó cũng có thể gọi là cái người chết rồi mà chưa ở chôn rồi mà chưa có chết. Để còn những cái kẻ mà còn lăng xăng nói làm đủ chuyện nhưng mà coi như là cho nên sống mình nhớ cái đó là điều đó rất là quan trọng, là thỉnh thoảng tự hỏi mình thì chứ mình là cái giống gì đây, mình là cái hạng cái loại nào đây, chết rồi mình chưa chôn hay là chôn rồi mình chưa có chết, là như vậy đó. Thì ở đây cái bài kệ này đầu tiên đó là trong cái cuộc đời tăm tối này cái gì nó soi rọi cho mình đi. Người không biết đạo thì cứ nghĩ cái này Đức Phật nói chứ phải tôi nói nha. Đức Phật này dạy rằng có trên đời nó có những loại ánh sáng, nó là ánh sáng mặt trăng cho ban đêm, ánh sáng mặt trời cho ban ngày, cái này mình học rồi thì phải. Rồi cái ánh sáng của lửa là cho những là khi nào mà mình muốn muốn có thì mình thắp lên cho những chỗ tối. Nhưng mà riêng về cái trí tuệ thì không, cái khả năng soi rọi của trí tuệ nó không bị giới hạn trong không gian thời gian. Lửa không phải lúc nào muốn cũng có, ánh nắng mặt trời không phải lúc nào muốn cũng có, ánh trăng đêm không phải lúc nào muốn cũng có. Thì ban ngày thì ánh trăng nó coi như rất quất vô nghĩa, mà ban đêm thì làm gì có ánh nắng. Còn lửa đâu phải chỗ nào mình cũng đốt được ha, thắp sáng ngọn đèn được, đâu phải chỗ nào mình muốn cũng được. Có nhiều khi mà nó không có dầu, nó không có tim, nó không có hộp quẹt, nó không có bắt, nó không có đá lửa thì làm ăn gì đây. Không có ga, không có điện làm sao mà có ánh sáng đây. Cho nên nhưng mà riêng cái trí tuệ đó, chỉ cần nó hội đủ điều kiện thì bất cứ nơi nào nó cũng có thể làm việc được hết. Cho nên cái trí tuệ nó được xem là ánh sáng tốt nhất để soi rọi thế gian. Và thậm chí hôm nay chúng ta thấy chúng ta có đèn điện xài cũng nhờ ánh sáng trí tuệ của một số người nha. Chứ còn cách đây mà 200 năm về trước đó, thì coi như cả cái hành tinh này là đêm xuống là nó chìm trong bóng tối. Còn hôm nay thì sao? Với cái sự phát minh của người ta đó, thì những cái nguồn lực của thiên nhiên nó được khai thác triệt để nha. Cho nên phải nói một cách gián tiếp mà là trực tiếp, duy tâm mà là duy vật, thì phải nói rằng thì là trí tuệ nó chính là cái nguồn sáng của thế giới là vậy đó. Rồi thứ hai là cái chánh niệm, nó được xem là cái sự thức tỉnh của cuộc đời, có nghĩa là giữa cuộc đời mê ngủ này thì chỉ có người sống chánh niệm được xem là người tỉnh thức. Tôi nhắc lại là cái người này nè, đi đứng nói cười buồn vui đều biết rõ, thì như vậy được gọi là người tỉnh thức. Còn cái người mê ngủ là người không biết mình là cái gì và mình đang ra sao, mình chỉ là những cái xác chết biết đi chỉ vậy thôi nha. Sống cảnh bạn nhớ cái đó. Và phải nói rằng thì là học cho nhiều ha, cho giỏi ha,
rồi tinh tấn nghe pháp, rồi hành hương, rồi lễ Phật, rồi cúng dường, rồi bố thí, làm đủ chuyện. Nhưng mà nói thiệt, một người cư sĩ hay là một tu sĩ bất luận tăng ni mà sống không có chánh niệm thì coi như là phải nói thiệt là xong rồi, làm gì thì làm, thì dĩ nhiên công đức mình không có mắc đâu, nhưng mà phải nói là sống mà không có chánh niệm là thua rồi. Sống không có chánh niệm, cho nên làm gì làm cứ nhớ là mình giới lực nhiều, giới lực trong sạch, Phật pháp mình biết nhiều, bố thí nhiều, tụng cái gì cũng nhiều hết, mà cái quan trọng nhất vẫn là chánh niệm. Và phải nói rằng là nếu thu xếp được càng sớm càng tốt để sống chánh niệm, chứ đừng có nghĩ rằng tuổi già tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn, hoặc là khi mà gia đình tôi lo cho con cái đến một tuổi nào đó tôi sẽ sống chánh niệm, thì phải nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng đó là muộn rồi. Cho nên tùy duyên thôi. Cách đây cũng mấy giờ đồng hồ, tức là chiều hôm qua tôi có nói chuyện với một Phật tử ở Đà Nẵng, thì tôi đang kể chuyện rất là tào lao nhưng mà tôi nghĩ nó cũng cần thiết. Tức là cái cô Phật tử thì ngày xưa cổ cũng là người may mắn, từ hồi nhỏ tới bây giờ có gia thế, có ăn học, và bây giờ là có gia đình, cũng kể là thành công, cũng có đồng ra đồng vô khá. Khi cô hỏi tôi về cái câu hỏi tôi nghĩ gì về cái đời sống hiện tại của tôi, nói rằng tôi nói cô đừng có buồn nha, chứ nếu bây giờ cô là, tôi nhìn thấy cô là một tu nữ Việt Nam ở Miến Điện, cô có mặt trong cái học viện cái thiền viện rồi đó, thì tôi thích hơn là tôi nhìn thấy mà cô gọi là gia đạo thì như ý ha? Chồng con ok, nhà cửa ok, thu nhập ok, nhưng mà cô thử tưởng tượng 30 năm nữa thì cô là cái gì? Chỉ là một bà cụ ok, một bà cụ nói theo thế gian là ok, là ngon lành đó, nhưng mà 30 năm nữa thì cũng chỉ là một bà cụ có tiền, có một bầy con cháu bu quanh hết. Nhưng mà tôi không xúi cô lìa bỏ gia đình, nhưng mà cô hỏi thì tôi nói thiệt, tức là nên dành thời gian cho Phật pháp nhiều hơn. Chứ còn mà nói, cô nói là con khi nào tụi nhỏ nó lớn, cô nói không, cái suy nghĩ nó tốt lắm, nhưng mà ngay bây giờ nếu mà được đó, thì nên dành một, một càng nhiều càng tốt cái thời gian cho riêng tư mình nha. Cái chuyện mà chồng con nhà cửa thì dĩ nhiên rồi đó, nhưng mà nếu mà ngay bây giờ mà có thể tranh thủ được rồi, thì vẫn nên tranh thủ vẫn tốt hơn. Vì mình thứ nhất mình không biết mình sống được đến bao lâu, nó khổ vậy. Thứ nhất mình không biết mình sống được đến bao lâu. Thứ hai là hãy nhớ rằng là càng về già đó, cái tinh thần mình nó càng tệ đi, cái trí của mình nó tệ đi, cái niệm của mình nó tệ đi nha. Cái này mới quan trọng nha. Tôi có nói là 100 đồng đó, mà mình đổi ra 5 tờ 20 nha, rồi mình đánh dấu 1, 2, 3, 4 năm, thì cái tờ 20 số 1 đó, cái giá trị nó tương đương với cái tờ 20 số 5, nó tương đương. Nhưng mà 70 năm trong đời của mình mà mình chia nó ra thành, ví dụ như mình chia nó ra thành 3 đi, cho nó dễ chia, tức là ấy xin là chia thành 3, đúng rồi, tức là 25 năm đầu, 25 năm giữa và 25 năm cuối, tổng cộng là 75 năm nha. Thì cái 25 năm đầu á, nó không hề giống với 25 năm giữa, và 25 năm giữa nó không hề giống với 25 năm cuối. Làm ơn nhớ dùm chỗ này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, 100 đồng mà đổi ra 5 tờ 20 thì cái tờ số 1 với tờ số 5 ấy, giá trị tương đương. Nhưng 75 năm trong đời của mình mà mình chia ra thành 3 lần ấy, 3 phần, thì 25 năm đầu nó không có giống như 25 năm giữa, và 25 năm giữa nó không giống như 25 năm cuối. Cho nên không có gì nó bậy bạ cho bằng mình hẹn là mốt già tôi sẽ tu thiền. Bởi vì nên nhớ rằng 25 năm mà cuối đời đó, mà đối với một người mà đã từng tu tập lâu ngày, tu và học đạo lâu ngày thì còn tin cậy được. Chứ còn mà 25 năm cuối đời mà của một cái kẻ mà không pháp học, không pháp hành, mà trong suốt 50 năm trước đó ha, thì 25 năm cuối này đó ha, là không có làm ăn được gì hết, trừ ra cái bậc mà đại căn đại duyên đại trí đại hạnh đại nguyện đại phước, mà mình không có lọt vô trong mấy cái đại này rồi nha. Đừng có hòng nha, đừng có hòng nghĩ là mình có lọt vô trong mấy cái đại đại căn đại duyên đại phước đại trí đại hạnh là không có mình rồi đó. Cho nên là phải nhớ rằng thì là 25 năm đầu nó không giống như 25 năm giữa, mà 25 năm giữa nó không có giống như 25 năm cuối. Và ai mà biết được mình sống được bao lâu, bác sĩ mà ta còn bất đắc kỳ tử, mình nói gì mình bác sĩ mà bất đắc kỳ tử, bên bên Mỹ đó, ông đi thì đến 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 tennis,
cúi xuống lụm trái banh đi luôn. Mà trong khi mình thấy đó, người ta khuyên mình nên đi khám sức khỏe định kỳ, có nghĩa là thỉnh thoảng không bệnh cũng phải đi, để gì, để mà mình thường xuyên kiểm soát cho mình cái gì dư cái gì thiếu, cái gì trục trặc cần sửa, cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần sửa. Đó là cái người nào có cái chịu khó mà đi khám sức khỏe định kỳ, khả năng sống sót người này cao hơn cái người mà đợi nước tới lưng quần mới nhảy nha. Mà nói cái ông này là bác sĩ, tự nhiên khỏi nói luôn nha, bác sĩ là trên cả cái người mà khám sức khỏe định kỳ nữa. Ấy vậy mà ông đâu có ngờ là ông có một có vấn đề về tim mạch, về tăng xong đâu biết, nó không biết là đúng nhưng mà nó đến nhanh quá, ông chỉ cúi xuống thôi, lụm trái banh động đi luôn. Cho nên mình phải nói rằng mình không có biết, mình không có biết mình đi lúc nào. Cho nên cái câu thứ nhất đó là cái vật gì chiếu sáng đời, đó chính là trí tuệ, cái vật gì thức tỉnh đời chính là chánh niệm. Cái câu hai câu này rất là đáng để mà mình, rất là đáng để mà mình viết, mình treo trong nhà. Cái thứ ba mới là mệt nè, ai cộng nghiệp với người, cái này nó mới mệt nè. Cái câu này nếu mà không có đọc chú giải là nó mệt mỏi lắm nha. Kinh xuống lô cát mi bát cho tô, cái gì chiếu sáng đời. Đúng ra cái chữ bát cho tô đây nó không phải là động từ, mà nó là cái gì là ánh sáng cho cuộc đời, rồi cái gì nó là cái sự tỉnh thức ở đời che cái ruột nha. Nhưng mà tại khi mình diễn dịch là bằng tiếng Việt ấy, thì nghe nó có vẻ giống như động từ vậy đó. Cái kinh số cầm mê sát chi ba năng, cái gì này nó là cái sự cộng hưởng trong đời sống, trong cái công việc của mình. Rồi cái thứ tư này là ký mát sát lý gia bạch thuộc, cái này nó mới mệt mỏi. Ở đây ngài Minh Châu ngài dịch là cử chỉ chúng là gì, mệt vậy đó. Chữ Ariya Patha đây nó có nhiều nghĩa được, bởi chữ này chữ oai nghi, cái chữ này nghĩa là oai nghi. Tôi nói từ cái chữ Ariya tí, Ariya tí là sự di 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 động, ý Ariya tí là di động, rồi cái gì nữa là xê dịch, rồi cái gì nữa là dời đổi, to move. Đó. Rồi cái gì nữa, còn cái chữ patha này là đường lối hay là kiểu cách, patha này là đường lối hay là cái kiểu cách, là cái cách thức đó. Như vậy thì ý đi giám patha nó có nghĩa là oai nghi, đi đứng nằm ngồi co tay duỗi chân, đại quay nghi tiểu quay nghi, nói chung là cái kiểu mà mình xây dịch, cái kiểu mà mình nhúc nhích di động cử động, thì cái đó được gọi là Ariya Patha, cái Ariya Patha phải nhớ cái đó. Như vậy thì cái đó cho mình cứ hành thiền, cứ nghe cái chữ quay nghi mà biết quay nghi cái tiếng Pali là cái gì, thì nó là chữ Ariya Patha. Rồi mình mới phân tích là tại sao có chữ Ariya Patha, là nghĩa là Ariya này nó tự động từ là Ariya tí cộng với chữ Patha. Đây là những cái chữ mà nếu mà mình chịu khó đó, mình nhớ được rất là tốt, chỉ có lợi chứ không có hại. Và mai này đi Thái Lan, đi Miến Điện tu thiền đó, là có nhiều khi họ dùng cái tiếng bản xứ của người ta, nhưng có lúc người ta dùng chữ Pali. Và đây là những chữ mà tôi cho rằng rất là quan trọng, bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải nhớ. Giống như nó còn quan trọng hơn là những chữ như cà tô mắt hay là cải xà lách nữa, bởi vì những chữ đó là trong đời sống thường nhật mà mình không biết kẹt lắm, như là cải xà lách son hay là cà tô mát, hay là cái trái sapuche, hay là cái trái chơi. Hoặc ngay cả cái trái bom, cái trái táo đó, cái chữ bom đó không phải là tiếng Việt của mình, nhưng mình cũng phải biết để mình nghe nói mua nước ngoài, nhưng mà mình không biết, thì chữ mìn, mìn hay là bom, thì cái chữ bom nó là không phải chữ Việt Nam mình, chỉ là chữ Anh, chữ Pháp. Chữ mìn như vậy Mỹ nó kêu là mine, nhưng mà Pháp nó kêu là mìn, mà mình nói theo tiếng Pháp chứ Mỹ kêu mine. Ví dụ như là landmine, landmine là cái loại loại mìn mình để trên mặt đất, đây là đất, landmine là cái loại mìn mình chôn dưới đất.
Thì nếu mà ngoài đời nó có những cái chữ mà như vậy, đến chữ vay mượn như vậy mà mình thấy cần biết, thì nói chi là một người Phật tử có những cái thuật ngữ bằng chữ Pali mà mình biết được thì tôi nghĩ là tuyệt vời nha. Nếu đi dâm ta đã quay nghi. Bây giờ tôi đã lại cái bài kinh. Ở đây ngài cũng nhìn vào, ngài đây ngài cũng nhìn vào cái căn tánh của người hỏi mà ngài trả lời. Và cái này mình tổng hợp lại cả bài kệ đó mình mới thấy cái chiều sâu của nó. Chứ còn mình cắt khúc thì nghe nó rất là kỳ. Và sẵn đây tôi nói một chuyện rất là đáng buồn, đó là người Việt Nam mình có một cái chuyện rất là kỳ, đó là khi mình muốn nói xấu người nào đó mình hay cắt khúc cái bài viết hay là cái bài nói chuyện của người ta, rồi cái kẻ mà nghe hoặc là đọc lại cái bài viết hoặc là bài nói đó, đó cứ nhắm mắt mà tin, trong khi đó mình cắt khúc vậy nó ý nghĩa nó khác đi nha, khác đi. Thì ở đây cũng vậy, nguyên cái bài kệ này nếu mà mình đọc suốt bài kệ này thì ok, còn này mình chỉ cắt khúc cái hai câu rồi mình nói đây là lời Phật thì kỳ lắm nha. Nhưng mà mình phải biết cái bối cảnh nào mà ngài đã nói cái bài kệ này, bối cảnh nào, và thứ hai nó phải đọc từ trên xuống mình mới thấy. Cái bài kệ này đó hai câu đầu là quá dễ nói rồi, cái vai trò của trí tuệ và chánh niệm quá dễ rồi, nhưng mà cái phần sau đó đối với tôi mà nói nó sâu sắc một cách thơ mộng, nó sâu sắc một cách thơ mộng, có nghĩa là nó là một cái bức tranh về cái cuộc sanh tử của mình. Cái gì mà nó cộng hưởng với con người, tự nhiên nói tới đây tôi quên mất một câu ca dao của người Việt Nam mà tôi lấy làm xấu hổ, mà tại sao tôi quên câu đó, cái câu ca dao đó biết ai còn nhớ không? Tức là nói rằng cái con trâu á, trong trong cái văn chương bình bình dân Việt Nam đó, tôi nhớ có câu ca dao nào nói là con trâu là nó giúp cho cái người nông dân á, các bạn còn nhớ câu đó không? Cái câu gì nó gần giống như là lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống vậy đó, nó gần giống như vậy. Nhưng mà thôi, nhưng mà quên thì thôi. Thì ở trong cái xã hội nông thôn miền Tây Nam Bộ Việt Nam mình coi nặng về cái con nặng cái con trâu, nhưng mà ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam thì có nặng con bò, và ở Ấn Độ xưa cũng vậy, cũng coi nặng con bò. Bởi vì trong chú giải có nói thêm đó là cái con bò đó, ngoài cái chuyện mà nó giúp mình kéo xe kéo cày thì bất cứ cái gì ở trong mình của nó cũng đều là rất là cần thiết cho mình. Ở bên Đức người ta có một cái chữ riêng để mà người ta gọi cho một số đây, thì cái họ kêu là cái chữ mean product, tức là tất cả những cái gì mà nó được làm nó từ sữa bò gom chung, ví dụ như là phô mai hay là bơ hay là sữa tươi. Dạ không đâu, tôi tiếc tự sao tự nhiên sáng nay tôi quên rồi. Đúng rồi, đúng rồi, trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Đúng rồi, đúng 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 đúng, cảm ơn cái người này. Đúng rồi, đúng, tự nhiên quên mất cái câu này. Uống đúng rồi. Thì ở trong cái xã hội mình nó quan trọng như vậy, con bò con trâu nó quan trọng như vậy, nhưng mà ở bên xã hội Ấn Độ đó thì cái con bò nó quan trọng. Thì tôi mới trích cho mình con cái câu tiếng Đức, cái chữ milk product, có nghĩa là bất cứ cái gì mà được tạo ra từ sữa bò. Bên đây người ta, bên ngay cả cái xứ ở Tây Âu này, người ta cũng vẫn coi nặng như vậy. Tức là mình bước vô trong cái siêu thị đó, mình thấy có một góc nó bán toàn là những cái đồ này không, những cái đồ liên hệ từ sữa con bò, và mình nhìn quanh thấy hết hồn. Cái túi xách mình mang cũng là da bò ha, rồi còn mấy người ăn mặn thì là thịt bò ha, rồi còn lại là mình thấy là bơ là sữa, là toàn là bò hết, từ sữa mà ra nha. Và có thể nói rằng thì là đó, một phần trong đời sống của người Âu Mỹ là do con bò nó đem lại, một phần trong đời sống người Âu Mỹ, chẳng hạn như là người người Ý họ có cái pizza, có spaghetti, thì người Nhật thì họ cũng có cái đồ ăn từ cá như sushi, rồi người Việt Nam mình từ lúa gạo, nhưng mà đặc biệt người Mỹ cái món ăn mà căn bản người Mỹ là bánh mì và steak, là thịt bò. Tôi đi lạc lạc đề như vậy, tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói là cái con bò nó đối với một nền một số xã hội nó quan trọng như vậy. Và cái sâu, tôi nói bài kinh này nó sâu sắc mà nó thơ mộng ở chỗ nào,
Tức là khi mà một người khác mà nói về con bò đó thì nó không có lại gì hết, nhưng mà trong hình ảnh ở đây nè, và khi mà Đức Phật Ngài nói rằng con bò đó nguyên mà kể từ trên xuống, con bò nó là cái người bạn buồn vui sinh tử với con người, và mưa nó chính là cái người mẹ mà nuôi dưỡng cuộc đời, và bốn oai nghi chính là bốn oai nghi trong đời này, để mà bốn oai nghi trong đời được dùng cho những gì, được dùng cho cái chuyện cài sới, nó sâu ở chỗ đó. Đó chính là bức tranh về dòng sinh tử. Con bò quý vị biết mình nói nó là bạn, nhưng thật ra nó được cư xử như thế nào, nó được cư xử như một người nô lệ. Và nói tới mưa thì mình phải nói đến nắng. Có một lần Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo vậy chứ, các ngươi có tu tập về địa ngục, các ngươi có niệm chết hay không? Thì các vị tỳ kheo nói bạch Thế Tôn, chúng con có tu tập về sự chết. Đức Phật hỏi tu tập như thế nào, Đức Phật thì các vị tỳ kheo trả lời rằng bạch Thế Tôn, con suy niệm rằng cuộc đời này nó là chỉ là những cái mùa nắng mùa mưa thôi, ghép lại làm cuộc đời. Rồi có vị trả lời bạch Thế Tôn, con niệm chết bằng cách là con nghĩ rằng cuộc đời này nó chỉ gồm những bữa ăn thôi, nhiều bữa ăn nó cộng lại làm nên cuộc đời. Thì có một vị tỳ kheo bạch Thế Tôn, con niệm chết bằng cách là con quán niệm hơi thở, con thấy cái sự sống chết nó đến với con trong từng hơi thở. Thì Đức Phật ngài tán thán cái này, cái này tỳ kheo lành thay, lành thay, người đã tu tập cái niệm chết một cách đúng mức, đúng mức như vậy, một cách tinh cần, một cách sắc sảo như vậy. Thì cái bài kệ đó nó mới nhắc cái gì? Đời sống này nó là những lần mưa nắng thôi, những mùa nước lớn nước ròng thôi, chỉ là những bữa ăn thôi, chỉ là những lần xuân hạ thu đông, và sau cùng nó chỉ là những cái giây phút buồn vui, những hơi thở ra vào trong kiếp người mà thôi. Thì tôi đọc cái bài kệ này, tôi đọc bản chú giải, tôi mới hình dung ra trên một cánh đồng mưa có những người nông phu đang gò lưng kéo cày trên đó, và đó chính là cánh đồng sinh tử. Và mai này cũng trong tương ứng bộ, các vị sẽ có dịp học tốt ở một cái bài kinh mà Đức Phật dạy rằng ở đây này các vị kheo tha mái chính là cái sự màu mỡ trên cánh đồng sinh tử, và cái thức tái sanh nó chính là cái hạt giống của cái cuộc trầm luân. Thì có biết cái bài kinh đó đó, ta nói là cái tha mái nó chính là sự màu mỡ trên cánh đồng sinh tử, và cái thức tái sinh nó chính là hạt giống cho cái cõi trầm luân. Thì lúc đó có lấy bài kinh đó đó rồi kết hợp với những bài kinh mà tôi vừa nói đó, thì mới thấy ra những bức tranh này. Cái con bò đây là gì? Nó là người bạn của người nông dân, đúng, nhưng mà mình đã đối xử với nó ra sao? Như vậy thì tất cả những cái gì mà mình có được trong cuộc đời này, nó là một cái sự lợi dụng lẫn nhau, nó là đời sống này, nó là một cái sự vay mượn, nó là một sự mua bán rất là tàn nhẫn, rất là tàn khốc, rất là khốc liệt. Đó là cái diện mạo, nó là cái dung nhan của cuộc sanh tử, nó là cái nguồn sống của mình, mà cái quan hệ với mình với nó chát chua làm sao, nó chát chua làm sao. Và mưa là gì? Mưa là sự lạnh lẽo, mưa là sự lầy lội. Ấy vậy mà đời sống của con người vẫn phải nhờ cậy vào những cơn mưa lạnh, những cơn mưa rất là buồn, những cơn mưa lầy lội, những cái cơn mưa ướt át như vậy, mà nó chính mà chính cái sự chính cái buồn đó, chính cái dơ đó, chính cái sự nhọc nhằn đó đã làm nên cái cuộc sống của chúng ta, một cái sự mỉa mai vô cùng cho cái bản cái diện mạo, phải nói phũ phàng của đời sống. Không phải là tôi thi vị hóa bài kinh này, mà các vị có đọc chú giải các vị sẽ thấy cái đó. Cho nên ở đây tôi không đồng ý với bản dịch với Ngài Minh Châu trong chỗ này. Ở đây là cử chỉ chúng là gì, mà ở đây phải nói là bốn là các oai nghi trong cuộc đời này nhắm đến cái gì. Thì cái câu trả lời rất là phũ phàng là si tassa eriyabhatto, bốn oai nghi chỉ có trong đời này chỉ làm cái chuyện cài sới thôi, và nó có một sự trùng hợp trong ngôn ngữ cái việc hiện đại, tức là người ta không nói đi làm lụng cực nhọc, mà người ta nói đi cài. Hỏi lúc này vui không? Cài quá ông ơi, cài quá, lúc này phải đi cài, đang đi cài. Mà trong bản Pali lại cũng lại có chữ sitas eriyabhatto, bốn oai nghi để làm cái gì? Để đi cày xới trên cánh đồng sinh tử, từng cái hơi thở ra vào, từng cái bữa ăn mà chúng ta kiếm được, từng cái chuyện vật gấu giá dai tần tảo một nắng ngày xưa, nó chỉ là những lần cày xới trong đời của mình thôi. Và tất cả những quan hệ của mình trong đời sống nói ra nó nặng, tôi là con bò của anh và anh là con bò của tôi, mình là vợ chồng nhau, mình là bạn bè nhau, mình là đối tác làm ăn với nhau, mình là quan hệ chủ tớ với nhau, tất cả là chủ tôi và con bò chứ không có gì hết. Anh vắt sữa tôi và tôi cũng vắt sữa của anh, cùng nhau mà sống trong cái cuộc đời buồn khổ này.
Độc đáo là chỗ đó. Cho nên bốn quan nghi ở đây để cho cái gì? Xin thưa, bốn quan nghi ở đây là cho, để dành cho cái chuyện cài sới thôi. Và đọc kỹ cả Atthakatha và Tika mới thấy được cái chỗ này. Ok, làm một lèo nó mệt vô cùng. Rồi cho tôi xin thêm, cho tôi xin thêm bài thứ hai nhé.